Theo ghi nhận, thị trường khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải bán một phần dự án hoặc phần vốn để duy trì hoạt động trong thời gian này. Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng vừa thông qua việc chuyển nhượng khu dịch vụ thương mại thuộc dự án khu phức hợp Cap Sen Giác giai đoạn 1. Tương tự, công ty cổ phần bất động sản và đầu tư VRC thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần khu dân cư ADC tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần đầu tư Nam Long vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước cho đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Renroad trong tháng 6 vừa qua.